Ok, bây giờ ta thêm cái đèn LED đỏ nhá để thực hiện cái thao tác là nếu mà nhiệt độ lớn hơn 37 độ thì đèn đỏ sáng. Ta cho đèn đỏ đây. LED red. Ok. Thì ta nối vào. Ta nối đèn đỏ là chân số 3 đi chẳng hạn. Ừ. Xoay ra đây. Đó, nối đèn đỏ chân số 3. Yeah. Sau đó là ta bổ sung thêm con điện trở. Cái điện trở lúc nào cũng phải có để cho con led nó đỡ bị hỏng. Điện trở thường 100K, 100 ohm thôi. 200 ohm cũng được. Đấy. Vậy là khi nào ở trên này thuật toán là khi nào mà nhiệt độ lớn hơn 37 độ thì đèn đỏ nó sẽ sáng, tức là khi nào nhiệt độ lớn hơn 37 độ thì chân số 3 nó sẽ ở mức 0, à mức 5 V. Yeah, vậy thì ta viết chương trình thôi. Đây tức là quay lại mục tiêu này là ta muốn đèn đỏ sáng này, thì khi nào mà có nhiệt độ lớn hơn 37 độ thì ta gửi ra chân số 3 mức điện áp dương. Đấy, thì đoạn nửa trên này thì trên này thì ta giữ nguyên không có thay đổi gì cả, đọc được số analog rồi đổi nó thành nhiệt độ rồi hiển thị ra màn hình. Ok, thì bây giờ ta chỉ cần so sánh nếu nhiệt độ lớn hơn 37 độ thì gửi ra chân số 3 đi. Chân số 3 thì thầy đặt tên cho nó nhớ. Đặt tên chân số 3 là chân led đỏ đi. Led đèn đỏ. Chân đèn đỏ là chân số 3. Đấy, thì phải gửi ra chân đèn đỏ mức điện áp là 5 V. Đó. Thì vậy thôi. Nhưng mà muốn sử dụng những chân LED này thì ta lại phải khai báo ở chỗ setup này là pin mode chân đèn đỏ là output cho. Thế là nếu mà nhiệt độ lớn hơn 37 thì chân đèn đỏ cho một là sáng lên, còn nếu mà nhiệt độ mà nhỏ hơn 37 độ thì là else, thế là ngoài việc lớn hơn thì là else, thì là thực hiện cái việc là DG cho try đèn đỏ 70. Thế là không lớn hơn 37 độ thì ta phải tắt nó đi. Nhưng không là nó bật mãi. Khi là nó giảm xuống dưới 37 mà không có câu lệnh này thì nó sẽ bật mãi. Kể cả dưới 37. Nó bật một lần thì nó bật mãi. Thì bắt buộc ta phải có câu lệnh thêm này. Là ngoài cái việc lớn hơn 37 thì nó phải tắt đi. Đó, bây giờ chạy. Đó, bây giờ chạy thử lại. Giờ 37 độ đúng không? Là bằng. Để tăng lên tí. Đó, đèn này sáng chưa? Tăng lên trên 37 độ là 38 độ là đèn sáng, và 39 độ đèn sáng. 38 độ đèn sáng, 37 độ là đèn tắt, chưa? Vì 37 là không lớn hơn 37. 36 độ càng tắt, càng tắt.